Rồi, tuần sau sẽ sửa tiếp, mình sẽ dành ra khoảng 5 phút cuối. Nếu như mà các bạn có comment gì hay là các bạn hỏi gì thì mình sẽ chữa. Còn nếu bạn nào mà thấy học xong rồi mệt rồi ấy, thì các bạn có thể là out và nghỉ ngơi. Còn ai muốn hỏi gì cô nào? Có khóa luyện đề thi N3 em nhá. Mình sẽ nói chuyện với các bạn 5 phút rồi mình cũng sẽ đi nghỉ. Vì hôm nay mình cũng đã dạy full rồi, khá là mệt. Chỉ học đến đây thôi, được chưa? Lớp online thì sẽ có video mẫu, video học thử cho các bạn nhá. Được chưa? Thì cái hình thức của online là có 5 cái môn này: ngữ pháp, đọc hiểu, kanji, từ vựng và nghe. Trong khi đó thì mình sẽ đảm nhận ngữ pháp và đọc hiểu dạy các bạn. Đó, làm sao để nhớ từ vựng? Nguyễn Khuyến, để nhớ từ vựng thì em có thể tham khảo cái web Quicklet là một trong những trang học flashcard, nhớ rất là nhanh. Đó, bao giờ về Việt Nam sẽ join lớp cay quá. Thế là đang ở Nhật rồi đúng không? Hòa Phúc Trần, nếu mà ở Nhật thì có thể học luôn mà. Mình dạy ở Việt Nam, mới được học được 5 phút mà nghỉ rồi. Video này sẽ được thế nào nhỉ? Video này sẽ được lưu lại trên Wiki. Trời ơi, vừa mới bảo là cô tâm sự 5 phút. Từ 500 người xuống 300 người. Có 300 người muốn tâm sự. Cô có chồng chưa? Cô chưa. Rồi, về mình sẽ tóm tắt lại nhá. Như thế này, đó là các bạn sẽ hàng thứ tư và thứ bảy hàng tuần mình sẽ live stream. Mình sẽ live stream về đọc cai và bưng bô. Được chưa? Về khóa online thì khóa online sẽ học trong khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi. Các video sẽ được gửi đến các bạn. Đó. Trong khóa online có cả kanji nữa. Được chưa? Cho nên là các bạn hãy cố gắng, nếu mà ai không có điều kiện. Được chưa? Các bạn nhớ, nếu mà mọi người cái trang online thì các bạn nhìn thấy cái comment đầu tiên của Ricky đang ghim không? Hoặc là cái status của Ricky đấy. Đó. Nhá. Mon ơi em kém đọc hiểu cả. Tuấn ơi gặp cô nhá. Tuấn học Vicky mà ngày nào mà chả gặp cô nhá. Được chưa? Đấy, thì các bạn nhớ nhắn vào cái link lấy đấy thì các bạn Vicky các bạn sẽ tư vấn cho các bạn, nếu mà ai mà đang ở xa không có điều kiện ấy để học offline thì bọn mình thật ra offline thì cũng như là online thôi, tất cả những kiến thức của mình như thế này mình đều ấy. Và các bạn thấy đấy là mình rất là giảng dễ hiểu đúng không? Cái web thì nói ra cái comment em thấy